Chiều nay, Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng họp phiên thường kỳ quý 1 năm 2022. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp, cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Theo báo cáo tại cuộc họp, trong quý 1 năm 2022, công tác triển khai đề án chuyển đổi số, đề án thành phố thông minh luôn được quan tâm. Đến nay có 72 cơ quan triển khai xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết chuyển đổi số của ngành địa phương giai đoạn 2021-2025. Nhiều ứng dụng mới được đưa vào sử dụng. Ngoài các dự án ưu tiên triển khai trong đề án thành phố thông minh, các cơ quan đơn vị đã chủ động triển khai xây dựng các hệ thống ứng dụng thông minh quan trọng khác. Cuộc họp cũng thông tin về dự thảo đề án chuyển đổi số quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2021-2025, dự thảo quy chế hoạt động của ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố, tình hình triển khai đề án quận thông minh liên chiểu. Tuy nhiên, theo đánh giá của các thành viên ban chỉ đạo, nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan thành phố còn mỏng, chưa đảm bảo triển khai chuyển đổi số. Ứng dụng công nghệ số chưa được một số cơ quan quan tâm đúng mức. Các chính sách hỗ trợ để phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố chưa được triển khai mạnh mẽ. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị cơ quan thường trực tiếp thu tất cả các ý kiến trong cuộc họp để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu thành lập 3 tổ kiểm tra tình hình chuyển đổi số tại các đơn vị trong quý 2. Kiểm tra hai sở, hai quận, một doanh nghiệp và một phường. Anh lắng nghe thử rằng là dưới kia người ta khó khăn cái gì. Anh phải ra một cái văn bản hướng dẫn ở tất cả các sở ngành, các địa phương là phải dứt khoát và chia giải cái gì cho nhau được. Anh nào mà chưa có phần mềm đó thì các địa phương đó phải hoàn thiện theo chỉ đạo của ta. Cái chỗ nào mà địa phương nào, ngành nào mà không thực hiện thì báo cáo cho ông chỉ đạo để chúng tôi xử lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền, linh hoạt thực hiện chuyển đổi số gắn với lợi ích của người dân, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thông tin để nhanh tiến độ thực hiện đề án quận thông minh liên chiểu, rà soát tình hình chuyển đổi số tại các doanh nghiệp. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 9 sáng nay ngày 22 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Các ủy viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với phương án điều chỉnh bố cục một số chương, mục của dự thảo luật, thống nhất hướng tiếp thu 3 nội dung lớn như trong dự thảo luật. Theo đó, cần thiết quy định về bảo hiểm vi mô trong luật kinh doanh bảo hiểm, dừng trích nộp quỹ bảo vệ người được bảo hiểm và giao chính phủ quy định chi tiết quản lý, sử dụng số dư quỹ, đảm bảo việc xử lý số dư của quỹ đúng mục đích thành lập. Qua thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng để đảm bảo nhất quán giữa các quy định trong chính dự thảo luật, phù hợp với các nguyên tắc chung về hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Dân sự, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện các quy định về hợp đồng bảo hiểm, như quy định về điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe cho trường hợp chết, thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm. Trong phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật điện ảnh sửa đổi.